đoàn giáo xứ tại đấy, chúng ta đã long trọng cung nghinh và suy tôn thánh giá trong những ngày qua. Giờ đây thánh giá sắp được rước luân lưu về với cộng đoàn và các bạn giới trẻ giáo xứ Tân Bồi. Chúng con vui mừng chào đón cha xứ và cộng đoàn giáo xứ Tân Bồi. Giờ đây con xin kính mời cha xứ và cha xứ Tân Bồi hai bên thánh giá xứ Tân Bồi. Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô. Chúa đã dùng thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ. Vâng, Chúa đã dùng thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ. Kính thưa cha xứ Tân Bồi, kính thưa quý thầy, quý dì, quý chức và cộng đoàn, cách riêng đối với các bạn giới trẻ. Thánh giá Chúa mới hôm nay theo luân lưu được ở lại với giáo xứ Trại Đáy, và giáo xứ Trại Đáy đã tôn vinh, đã thờ lạy thánh giá Chúa qua những nghi thức suy tôn thánh giá, qua những thánh lễ suy tôn mà chúng ta cử hành. Chắc chắn trong những ngày thánh giá ở giữa giáo xứ, ở giữa cộng đoàn Trại Đáy, mỗi người chúng ta đã thể hiện lòng yêu mến, tôn kính thánh giá, đã quy tụ chung quanh thánh giá để tôn vinh Chúa, để thờ lạy thánh giá Chúa. Và qua những nghi thức cử hành phụng vụ, chúng ta phần nào đã cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa qua thánh giá. Và giờ đây, trước khi thánh giá được trao cho giáo xứ Tân Bồi, thì chắc chắn mỗi người chúng ta cũng đã cảm nghiệm được tình yêu và ước mong qua những buổi suy niệm đó, tình yêu của thánh giá, tình yêu mà Thiên Chúa dành cho chúng ta tiếp tục được lan rộng ra từng người trong cộng đoàn của giáo xứ Trại Đáy. Cảm nghiệm được tình yêu qua thánh giá, chúng ta hãy sống yêu thương nhau. Tất cả những hồng ân đó, chúng ta cùng cảm tạ Chúa, cùng cảm tạ và tôn vinh thánh giá Chúa. Và chúng con phần nào cũng rất lưu luyến, cũng rất xúc động khi mà chúng con muốn tình yêu của Chúa ở lại mãi với chúng con. Chúng con muốn thánh giá Chúa ngự trị giữa mãi ở trong cộng đoàn của chúng con. Nhưng vì theo sự phân công và thánh giá sẽ được luân lưu tới giáo xứ Tân Bồi, chúng con kính chúc cha xứ và toàn thể cộng đoàn giáo xứ Tân Bồi trong những ngày thánh giá ở giữa cộng đoàn, cộng đoàn cũng cảm nghiệm được tình yêu của Chúa đối với cộng đoàn. Và cũng xin cộng đoàn trong những thời gian mà suy tôn cũng như cử hành thánh lễ tiếp tục cầu nguyện cho chúng con, để chúng con biết sống tình yêu mà Chúa đã dành cho chúng con. Chúng con xin chân thành cảm ơn. Chúng con xin được cảm ơn cha xứ. Và chúng con kính mời cha xứ Tân Bồi ngỏ lời với cộng đoàn và với các bạn trẻ giáo xứ. Giáo xứ Nam Hòa cũng như là Trại Đáy, kính thưa quý sơ, quý bà anh chị em, xứ Trại Đáy Tân Bồi, đặc biệt là các bạn trẻ của hai giáo xứ. Trước hết là tạ ơn Chúa, lần đầu tiên giáo chúng con được đi đón thánh giá một cách long trọng, có lẽ là lần đầu tiên. Và đến với giáo xứ Trại Đáy này, cả cộng đoàn chúng con rất là đông, đến với giáo xứ trong một cái bầu khí rất là phấn khởi và vui mừng, bởi vì chúng con được đón nhận thánh giá là đón nhận tình yêu, sự hiệp nhất của Thiên Chúa. Chào trên giáo xứ Trại Đáy, rồi đến giáo xứ Tân Bồi chúng con. Thánh giá là biểu tượng của tình yêu. Chúng con hy vọng rằng
Thánh giá đến với giáo xứ chúng con, đó là một ân phúc và một ơn rất trọng đại mà Chúa đã thương gửi đến cho giáo xứ chúng con, chính thập giá của Chúa mà Chúa đã dùng để cứu độ toàn thể nhân loại. Đây là một dịp mà rất đặc biệt đối với chúng con, cũng cảm ơn giáo xứ Trại Đáy trong ngày hôm qua. Đáng lẽ là chúng con sẽ đón thánh giá, nhưng mà bởi vì chúng con tinh tâm cho nên là hôm nay chúng con cũng thiệt thòi một ngày. Nhưng mà con nói vậy thôi, ơn Chúa tuôn đổ trên khắp mọi người, giáo xứ Trại Đáy cũng là giáo xứ Bồi. Cho nên chúng con cảm ơn giáo xứ Trại Đáy, đặc biệt là cảm ơn cha thánh xứ hôm nay đã trao thánh giá cho chúng con. Chúng con cầu chúc cho mối thịnh tình sự hiệp nhất ở trong giáo miền Mẹ Phạm Pháo, Nam Hòa, Trại Đáy và Tân Bồi mãi mãi hiệp nhất và mãi mãi yêu thương trong cùng một đại gia đình của Thiên Chúa và của giáo hội. Chúng con cảm ơn cha chánh xứ và cảm ơn giáo xứ Trại Đáy. Một tràng pháo tay. Vâng. Chúng con cảm ơn. Chúng con xin cảm ơn cha xứ Tân Bồi. Và giờ đây xin kính mời các bạn trẻ của giáo xứ Tân Bồi chúng ta sẽ lên lãnh nhận thánh giá. Lời bởi vì đây là một hồng ân đặc biệt cho nên chúng con kính mời quý cụ Trường Kiều, Tân Kiều và ban hành giáo cùng tất cả cộng đoàn dân Chúa, đặc biệt các bạn giới trẻ của giáo xứ Trại Đáy, anh em về cùng với giáo xứ chúng con để dâng lễ tạ ơn, cảm tạ hồng ân Thiên Chúa trong biến cố cực kỳ quan trọng này. Và giờ đây xin kính mời cộng đoàn cùng các bạn trẻ chúng ta cùng cử điệu bài hát chủ đề của Đại hội Giới Trẻ Giáo tỉnh Miền Bắc lần thứ 17. Hãy về với thân nhân.
sau. Xin mời hội kèn gần nhất giáo xứ gần đây chúng ta được xin tuyên bố đầu đời và các bà mẹ công giáo. Đức Kiều thánh giá, quý cha đi sau và cũng như cộng đoàn chúng ta sẽ lần hạt cũng như chúng ta biếng lặng thánh giá Chúa để tại nơi thánh đường giáo xứ Tân ấy về nơi thánh đường giáo xứ Tân Bồi. Sứ Trung Nam, giáo miền Nam Hòa, chúng ta cùng đã đưa thánh giáo về tại nơi giáo xứ Tân Bồi chúng con, cũng như chúng ta biếng lặng thánh giá và cùng tham dự thánh lễ trong buổi chiều ngày hôm nay. Một lần nữa cho con xin được trân trọng kính mời.